Bệnh viện 2.3, đó là cách gọi tắt của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, đang thực hiện nhiệm vụ trong Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan. Tiếp nối những thành công của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2, những người lính quân y mũ nổi xanh của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 vừa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, vừa tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về những thầy thuốc bộ đội Cụ Hồ ở châu Phi. Cách Việt Nam hơn 10.000 km và chênh 4 múi giờ, có lá cờ đỏ sao vàng và những người lính quân y đang thực hiện sứ mệnh cao cả suốt hơn 4 năm qua. Đó là khám chữa bệnh cho quân nhân gìn giữ hòa bình của các nước, đồng thời kết hợp bảo đảm y tế cho người dân địa phương trong các tình huống đột xuất. Kể từ năm 2018, đây là địa điểm của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nằm trong căn cứ Bentiu thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Từ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 rồi số 2 và hiện tại đang là số 3, những người lính quân y mũ nổi xanh đang góp phần đưa hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng ngày càng được biết đến nhiều hơn và được yêu mến nhiều hơn ở quốc gia châu Phi xa xôi này. Hai các cái biện pháp dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống để làm sao bảo đảm đủ dùng cho cán bộ nhân viên bệnh viện trong khoảng thời gian ít nhất là từ 30 đến 45 ngày trong trường hợp mà việc cung ứng thực phẩm của Liên Hợp Quốc đối với các đơn vị cử quân là bị gián đoạn. Lũ tràn về, khó khăn thêm chồng chất, song những người lính bộ đội Cụ Hồ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ nhân dân địa phương và trao tặng một số vật tư y tế, hỗ trợ bệnh viện Bentiu chăm sóc người bệnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn và rất vui mừng khi nhận được những trang thiết bị y tế để thực hiện nhiệm vụ được tài trợ từ chính phủ Việt Nam và quân đội Việt Nam. Từ bệnh viện cho tới trường học, nhiều quà tặng, nhiều tình cảm đã được trao đi. Thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia châu Phi xa xôi này, những người lính quân y mũ nổi xanh của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 với cách gọi đã trở nên thân thương là Bệnh viện 2.3 đã làm nên những điều thật ý nghĩa và đáng nhớ trong lòng bạn bè quốc tế. Việt Nam! Việt Nam!